VTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Em chỉ là tự suy đoán mọi chuyện mà thôi. Em từng nghe anh nói chuyện với bà. Bà có nhắc đến cô của anh. Cho nên em đoán là đó là cô Palisa. Em nghĩ đúng có phải không? Anh không nói được Phan. Quá khứ của anh rất phức tạp. Anh chỉ nói được rằng mọi thứ mà anh làm là vì muốn bảo vệ cho mọi người được an toàn mà thôi. Em nhất định phải tin anh. Nên anh mới nhẫn tâm với cô Me đúng không? Làm cho cô ấy ghét anh, để cô ấy không lại cần anh nữa. Đây chính là cách bảo vệ cô Me của anh Phong, có đúng không vậy? Alo Pha, anh đến nhà cô Me đây, đến làm nhiệm vụ thần tình yêu giúp anh Phong. Hai ngày nữa Me sẽ đi quay chương trình với cậu Beso. Nếu vậy thì cô Mathana có biết là họ quay ở đâu hay không? Cảm ơn cô nhiều. Nè, mẹ nó đi từ hôm qua sao? Hôm qua nó nói với mẹ là 2 ngày nữa mới đi quay chương trình với cậu bếp mà. Sao đi đâu vậy? Hả? Thì chắc là chị Me sợ mẹ đi nói với người khác nên giả vờ nói sai ngày thôi. Vậy chuyện Me nói với mẹ là đi quay chương trình ở Chi Anh Mai thì sao? Chi Anh Mong, Chi Anh Mai gì chứ? Chị Me đi quay chương trình ở biển rồi. Không biết người mà mẹ gọi điện báo tin cho đó đã bay đến Chi Anh Mai chưa ta? Hả? Ôi trời, chết rồi, mình nói sai địa điểm rồi. Chúc mẹ may mắn nha. Chị, có biết là mẹ lái xe đi đâu hay không? Tôi biết rồi anh Phong. Ở đây, phát hiện từ chip GPS này, chúng ta đã gắn vào xe cô mẹ lúc quay đến đây. Bây giờ xe cô Me đang cách khách sạn mà anh Song Yot quản lý không xa. Song Yot giữ tình Beth sao? Còn có ai khác nữa hay không? Anh Pháp cũng có liên quan nữa đó. Pháp thì có liên quan gì chứ? Cậu Beth đã đưa cô Metheny ra khỏi khách sạn rồi thưa anh. Thật ra tôi phải cảm ơn Metheny khi ngu ngốc đuổi người của Phong Sathorn đi. Bây giờ tôi không cần phải làm gì hết, chỉ chờ con nhỏ Metheny đến gặp tôi thôi. Đừng có nói là tình Beth với Pháp có quen biết nhau nha. Dạ đúng vậy. Vì hôm qua khi tôi cho người kiểm tra về cô gái đó, khi mà cô ấy đổi phòng với cô mẹ, cô ấy đã liên lạc với những ai? Và vì sao anh Pháp lại gọi cô ta đến để gặp? Rồi sao nữa? Hay là cô gái đối với tên Beth cô quen biết nhau? Đúng vậy, cô gái đó là fan của cậu Beth, rất gần gũi và thân thiết với cậu Beth. Tôi nghĩ là cậu Beth này có lẽ là người đã nói với anh Pháp, vì trước đó có tin đồn rằng người phụ nữ đó đã có thai với cậu Beth này trước khi chết. Chị à, lấy xe gấp đi, mau lên. Dạ. Người của chúng ta đang theo dõi xe của Phong Sathorn. Báo cáo lại rằng xe của Phong Sathorn đang rời khỏi Bangkok. Hay là hắn đi theo để tìm cô Metheny?
Cậu nghĩ hắn ta đi kịp theo sao? Hả? Chà, thời tiết hôm nay đẹp quá ha. Ừ, hôm nay chắc là quay thoải mái rồi. Hả? Không có ai nói với mẹ là chúng ta đã hủy quay rồi sao? Nghe dự báo nói là sẽ có mưa mà, nên chúng ta đã chuyển sang review rồi ăn ở trên núi rồi. Không ai báo với mẹ hết sao? Không có. Dạ đây thưa cô, có mẹ của cậu bé kêu tôi gửi cho cô mẹ Tini đây. Đây không phải là email của mẹ. Hả? À, đưa bé xem nè. À, bé xin lỗi nha, bé nhớ sai email của mẹ rồi. Thật là xin lỗi mẹ nha. Cũng không sao đâu, chỉ là mẹ không biết có thay đổi gì thôi. Ừ, nhưng mà mẹ thấy ổn đúng không? Ừ, ổn mà. Ok, vậy thì chúng ta sẽ quay theo kế hoạch này nha. Ừ, đi thôi. Anh Phong Sa Thon. Có chuyện gì không em? Nghe máy đi mẹ. Không có gì đâu, số lạ chắc là mấy người môi giới đó mà. À, vậy mình đi thôi. Ừ, Beth, mẹ vừa nhớ là mẹ bỏ quên túi trang điểm ở trên phòng mất rồi. Chờ mẹ lên lấy một chút có được không? Ừ, nhanh lên nha. Anh gọi đến làm gì? Bây giờ cô nghe tôi nói trước đi. Tôi không muốn nghe, đừng có làm phiền tôi nữa. Alo mẹ. Sao lại bướng như vậy chứ? Đợi một chút. Mẹ không nghĩ đến việc nói với anh hay sao? Rằng em đến đây quay chương trình. Sao anh cháu lại biết mẹ đến đây vậy? Có người nói cho anh biết. Alo, Song Yot nghe đây, là ai vậy? Tôi Phong Sa Thon đi. Anh có đợi ở chung với mẹ không? Tôi cũng muốn lắm, nhưng hiện giờ tôi đang ở ngoài tỉnh, không ở trong Bangkok. À, chắc anh cũng biết rõ là tại sao tôi lại đến đây chứ. Tóm là anh không ở cùng với mẹ có đúng không? Nếu vậy thì anh mau chóng tới đón mẹ đi. Tôi nói mà anh không hiểu hay sao hả? Tôi nói là tôi không ở trong Bangkok, làm sao đến đón mẹ được chứ? Mẹ đi quay chương trình với Beth ở khách sạn của anh. Sao anh biết được vậy? Chuyện đó không quan trọng. Anh mau đi đón mẹ đi và đưa mẹ tới chỗ của anh. Tuyệt đối đừng để cho cô ấy đi đâu. Beth chính là người của Phong. Là anh Phong Sa Thon gọi cho anh Giót sao? Hay, anh ta bị điên rồi hả? Gọi hết người này đến người khác như vậy. Anh cũng muốn nói như vậy đó, nhưng anh ta rất lo lắng cho mẹ, đến mức gọi cho anh kêu anh đến đón mẹ về Bangkok kìa. Anh ta có quyền hạn gì mà ra lệnh cho anh Giót chứ? Mẹ cũng không về đâu, mẹ phải làm việc mà. Cả ekip đang chờ mẹ đó. Để mẹ xong việc rồi mẹ gọi lại cho anh. Mẹ à, nhưng em không thể đi với tên Bét được đâu. Tại sao lại đi không được? Sao cô lại vào đây được vậy?
Sao lại lâu như vậy chứ? Hay là cô Metheny biết chuyện của ông chủ rồi, cho nên đã bỏ trốn thì sao? Tôi đến xem ở đây anh sống như thế nào. Và đã biết được vì sao lại bị điều tới đây chưa? Mà tôi cũng thấy rồi, ngoài việc anh không thấy được lỗi của mình, tôi còn mở đường cho hai người vào đây hú hí sau lưng tôi nữa. Quéo, quéo à, em dừng lại đi. Kéo tới khách sạn của tôi hú hí còn chưa đủ, vẫn còn lén tới tận đây để hú hí nữa hay sao? Quéo, dừng lại ngay đi. Em hiểu lầm rồi. Đúng vậy, tôi đã hiểu lầm. Tôi làm là vì nghĩ là anh sẽ biết nhận ra lỗi của mình. Nhưng cuối cùng, người xuất thân từ vị trí thấp kém, dù có mang về nuôi dưỡng cao sang cỡ nào, thì cái bản chất vẫn thấp kém. Qua lại với hàng phụ nữ thấp kém, cô muốn có người đàn ông này lắm hả? Cô nghĩ rằng có được rồi thì cuộc sống sẽ tốt hơn sao? Cô vẫn chưa biết à? Nếu không nhờ có tôi kéo anh ta lên, thì đừng nói tới tiền mua bộ vest anh ta đang mặc. Ngay cả tiền khách sạn mà anh ta đặt để ngủ với cô, không biết anh ta có khả năng chi trả không nữa. Cô nói xong chưa? Sao hả? Well à, chịu không được sao? Xấu hổ hả? Gặp người đàn ông nào thì cũng cướp người đó về làm chồng mình. Chắc là cô không còn một chút tế bào xấu hổ gì nữa đâu hả? Cũng đúng thôi. Nghề cũ của mẹ cô như thế nào thì con gái cũng không thoát khỏi đâu. Mẹ! Quéo à! Mẹ! Anh xin mẹ đó, dừng lại đi. Vừa nãy cô tát tôi hai cái đúng không? Vẫn còn một cái nữa. Mẹ à! Đừng mà! Dừng lại! Dừng lại đi, đủ rồi đó. Nó tát tôi không thấy sao hả? Tôi thấy cô tát cô ấy trước mà. Anh đứng về phía nó hay sao? Chờ coi, cô sẽ không có chỗ đứng đâu, hãy chờ đó. Cô làm đi, muốn vạch trần gì thì cứ vạch trần đi. Cô thích thì cứ làm, tôi cũng đang muốn biết đây. Người không có chỗ đứng sẽ là ai? Nói chuyện tranh giành đàn ông hả? Nói thật nha, tôi quen với anh Giót trước cô đó. Nói một cách đơn giản là người đi cướp trai của người khác chính là cô đó, chứ không phải tôi đâu. Cô nghĩ đi mẹ. Well à, vì cô đến để đòi ơn nghĩa về anh Giót được như bây giờ là nhờ có cô hả? Cô cũng biết là anh Giót chưa từng xin cô cái gì hết mà, chỉ có cô là người tự nguyện trao cho anh ấy thôi. Lúc anh ấy không nhận thì cô về lấy thêm để ép anh ấy. Lúc cô có được anh Giót thì cô chưa từng xem trọng anh ta. Lúc anh ấy bỏ đi thì cô níu kéo. Lúc anh ấy ở bên cô thì cô không quan tâm. Nè, anh ấy là người đó, anh ấy cũng có cảm xúc chứ hả? Mẹ, mẹ, anh xin mẹ dừng lại được rồi đó. Mẹ à, chắc chắn là mẹ sẽ dừng. Nhưng mẹ muốn nói thêm một chuyện nữa. Cô đó, cô rất thích làm cho người khác hiểu lầm về anh Giót. Sự thật là anh Giót có quyền nói anh ấy không muốn nhận những thứ mà anh ấy có được, nhưng anh ấy không nói. Cô biết vì sao không? Là vì anh ấy yêu cô đó. Còn cô, cô bị điên cái gì vậy hả? Đến trả ơn anh ấy như vậy sao? Chơi trò ai yêu nhiều hơn thì người đó thua hả? Cô bị điên rồi đó. Cô nói mẹ, hay mẹ, quá. Mẹ, thôi thôi, thôi em, đủ rồi. Tránh ra cho tôi. Dừng lại đi, dừng lại đi. Đủ rồi đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Dừng lại đi mà. Không có gì đặc biệt đâu Pet. Pet lên gọi mẹ có đúng không? Mẹ xin lỗi nha. Mình đi thôi. Mẹ à, đừng đi mà. Mẹ tốn thời gian vì người điên đủ nhiều rồi đó. Mẹ xin phép đi làm kiếm tiền đi anh. À, nhờ anh Giót đóng cửa phòng của mẹ lại như mọi khi nha anh. Mẹ à, đợi đã em. Mẹ à, đừng có đi theo nó nữa. Thank you.
Hôm nay tôi đến đây là vì mẹ sắp có chuyện. Không giống như cô nghĩ đâu cô Queo à. Cô làm như vậy thì cô thấy thoải mái lắm đúng không? Hả dạ lắm đúng không? Khi thấy tôi bị như vậy, tới đây đánh nhau với cô gái khác, thành một ả điên gì anh? Anh nghĩ là anh thắng tôi rồi đúng không? Nếu như ý của cô là ai yêu đối phương nhiều hơn thì người đó sẽ thua, thì trước giờ tôi vẫn thua Queo thôi, nên tôi mới đứng yên để Queo làm gì tôi cũng được đây. Nhưng bây giờ tôi có chuyện phải nói với mẹ. Nếu anh đi theo nó thì tôi với anh sẽ chia tay. Queo sẽ không bao giờ chia tay với tôi được đâu. Vì Queo chưa từng nói là Queo hẹn hò với tôi mà. Chỉ có một mình tôi nghĩ như vậy thôi. Queo thấy chưa? Tôi thua Queo từ trước tới bây giờ. Queo đã thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Alo. Anh Somjot. Anh nói sao? Anh không theo kịp mẹ hả? Đúng vậy, tôi cũng không đuổi kịp nữa. Nhưng tôi sẽ đi xem camera để xem biển số xe và loại xe. Sau đó sẽ cử người đuổi theo chiếc xe đó. Chúng ta quay ở đây sao? Ừ. Không thấy giống resort mà Bét nói gì hết vậy. Giống nhà riêng đúng hơn á. Đúng vậy, chúng ta sẽ quay ở đây. Mà thôi, để Bét giải thích với mẹ sau nha. Bây giờ Bét phải quay về khách sạn rồi. Bét quay về khách sạn làm gì vậy? Đội hỗ trợ đã quên trang phục của Bét rồi, nên Bét phải tự quay về lấy đó. Nhưng mà không sao đâu, để đội chụp ảnh quay cảnh dự bị trước đi. Còn mẹ thì vào thay đồ trước nha. Bét đã nói với đội luôn rồi, Bét về nhanh thôi nha. Xin mời cô Metheny qua bên này. Xin mời cô đi đường này. Xin mời cô Metheny. Mời cô lên tầng trên thay trang phục nha. Mời đi bên này. Xin mời cô Metheny. Cô mẹ thay trang phục ở đây luôn nha. Đây là trang phục để review đồ ăn và review quang cảnh vách núi đó. Tôi sẽ đi ra ngoài chụp quang cảnh xung quanh trước. Chờ đã. Đây là nhà của ai vậy cô? Không giống resort một chút nào. Đây là của chủ resort đó. Chuyện là thời gian qua không có nhiều khách du lịch đến nên resort đã đóng cửa để sửa chữa. Vậy cho nên chủ resort đã để chúng ta đến đây để chuẩn bị và nghỉ ngơi trước để đi chụp cảnh vách núi đó cô. Được rồi. Vậy tôi xin phép đi trước nha. Khi cô Mẹ thay trang phục xong rồi thì mời cô ra ngoài nha.
xin lỗi quý khách. Lại khóa máy. Lại nhanh lên, nhanh hết mức đi. Lái xe đi ngoại tình luôn sao? Đã ăn xong. Lại nhanh lên. Không biết anh đi đâu chơi vậy hả anh Phong Sa Thôn? Tôi nói với anh rồi, nếu muốn tranh đấu thì phải làm cho đáng mặt đàn ông đi, đừng lôi phụ nữ vào cuộc. Anh đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì hết trơn đó. Tôi gọi cho anh chỉ là muốn hỏi thăm anh đang đi đâu chơi vậy thôi mà. Vì tình cờ người của tôi thấy xe của anh chạy nhanh quá rồi đó. Cẩn thận coi chừng xảy ra tai nạn là vừa. Nếu như anh nói vậy thì xảy ra tai nạn thật, chắc cũng không khó đoán được ai là người gây ra đâu. Nhưng mà cho đến khi anh gặp được tôi rồi thì người mà anh đang tìm kiếm chắc là đang ở cùng với tôi. À đúng rồi, không biết là anh đã gọi cho cô Metini được chưa? Không gọi được có phải như vậy không? Chắc là không gọi được vì điện thoại của cô Metini đã tắt máy rồi. Nè Phúc, tao biết là mày để Bếp lừa cho Metini đi tìm mày đúng không? Cái gì vậy? Anh đừng có vu khống tôi như vậy chứ anh Phong Sa Thôn à. Tôi có thể ghi âm lại lời nói của anh đó nha. Vậy mày không nghĩ là tao cũng có thể ghi âm lại những lời nói của mày hay sao? Tôi không có nghĩ như vậy đâu. Bởi vì tôi không nghĩ anh sẽ dùng cách vô dụng đó đâu. Mặc dù anh có thể ghi âm lại thì tôi cũng không có sợ. Vậy anh còn nhớ lời tôi từng nói với anh không? Cái gì mà thường hay bị biến mất nhất? Chính là chứng cứ đó. Anh Phong Sa Thôn à, tôi đề nghị anh Phong Sa Thôn bây giờ nên quay về Bangkok đi thì hơn đó. Bởi vì cho dù anh cố gắng tìm kiếm Metini đến cỡ nào thì chắc cũng không kịp nữa rồi. Bởi vì cô Metini đang đến đây tìm tôi. Anh Pháp, xin chào cô. Cô Metini à? Mẹ. Anh Phong à, có chuyện gì vậy? Cái đầm này đẹp nha. Tôi cũng giỏi thật đó. Chỉ nhìn qua dáng người bên ngoài của cô mà cũng có thể chọn được đồ vừa khích với người cô. Nếu được làm gì đó thì tôi sẽ càng tuyệt hơn nữa. Như vậy Pet đúng là người của anh rồi. Cô biết luôn sao? Sao cô biết được hay vậy? Mẹ à, gọi cho anh nhanh nha. Anh Phong Sa Thôn nói rằng Pet là người của anh Phóp đó. Alo, anh Giót. Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Là như vậy sao? Đây là việc của người của nhân dân làm với nhân dân hả? Làm gì cũng được, không cần đếm xỉa đến luật pháp sao? Bởi vì anh cho rằng luật nằm trong tay anh hả? Cô Metini à, tôi đã làm sai điều luật nào cô nói tôi nghe đi. Cô là người đi vào nhà tôi và tìm tôi mà. Tôi không có cưỡng ép, không ai bắt ép cô đến đây hết trơn đó. Tôi nói cho cô nghe một điều nữa, rằng tôi đây không bắt ép phụ nữ đâu.
Tôi đã nói với cô rồi, rằng tôi sẽ chờ. Chờ cô tự đến tìm tôi. Nếu như tôi không chấp nhận thì sao? Anh định làm gì tôi? Anh định giết tôi hả? Tại sao tôi lại phải giết cô chứ? Cô chính là niềm vui của tôi mà, hả? Hay là như vậy đi, hôm nay chúng ta kiếm gì đó vui vui làm cùng nhau đi, hả? Cô không cần phải chạy trốn tôi như vậy đâu. Chỉ cần cô đến đây tìm tôi một cách đàng hoàng thôi là cuộc sống của cô sẽ thay đổi rồi. Nè cậu gì ơi. Dạ. Dạ dạ. Chiếc xe đậu ở đây đâu rồi? À chiếc xe ở đây sao? Cô Quê Phan cho người lấy chìa khóa dự phòng và lái xe đi rồi. Cái gì hả? Cô Quê Phan còn nói là nếu có vấn đề gì thì gọi cho cô Quê Phan. Metini, cô có biết tại sao tôi lại muốn có được cô không vậy? Ngay cả khi cô chỉ là một diễn viên không có danh tiếng gì hết, là bởi vì cô cứ làm ra vẻ khó khăn như vậy đó, nên tôi mới muốn có được cô. Vì cô khiến cảm xúc của tôi bị kích thích đó. Đến khi biết được cô là người phụ nữ của Phong Sa Thôn thì tôi lại càng muốn chiếm được cô hơn. À, nói đến tên Phong Sa Thôn đó, cô đã biết tin tức gần đây nhất chưa? Hả? Chắc là cô vẫn chưa biết đâu ha. Bởi vì điện thoại của cô đang ở chỗ tôi mà. Hay là vậy đi, tôi nói cho cô biết luôn vậy. Khách sạn của Phong Sa Thôn bị cháy rồi. Anh là người gây ra có đúng không? Giống như việc anh cho người đến nổ súng trước nhà tôi vậy. Ôi trời ơi, cô hỏi tôi như vậy thì muốn tôi phải trả lời như thế nào đây hả? Có kẻ giết người nào lại muốn nói mình đã giết người đâu hả cô Metini à? Như vậy đi, nếu như tên Phong Sa Thôn đó gặp chuyện gì thì cô lại đến hỏi tôi lần nữa cũng được, và tôi sẽ nói cho cô biết có phải là tôi hay không. Ok? Anh không được làm gì anh ấy hết. Cái đó còn tùy thuộc vào cô nữa. Còn phải xem cô muốn để tôi phải chờ bao lâu. Hay là vậy đi, tôi sẽ về phòng của tôi và chờ cô đến đó. Khi nào mà cô thấy sẵn sàng thì hãy đi. Đàn em của tôi chờ cô trước cửa phòng nha. Anh xong dốt cho tôi số của cô. Là tôi đi. Anh đang ở đâu vậy? Người ta nói khách sạn của anh bị cháy rồi. Anh có bị gì không đó? Bây giờ cô không cần quan tâm chuyện gì hết mẹ. Lo chuyện của bản thân đi. Cô không cần lo, tôi đang tới đây. Anh đừng đến đây mà. Hắn có làm gì cô không? Cô vẫn an toàn có đúng không? Tôi không có bị cái gì hết. Tôi đang trốn trên phòng rồi. Tôi đang chờ anh Giót đến giúp tôi đây. Anh Giót không thể đến giúp cô được. Nhưng mà không cần lo, tôi đang đến đây. Nè anh, tôi đã nói anh đừng đến rồi mà. Mẹ, ở trên phòng thôi nha. Khóa hết cửa chính và cửa sổ lại. Đừng cho bất kỳ ai vào. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sắp đến rồi. Tôi nói là không cần anh đến mà. Anh đừng lấy tính mạng của anh ra mạo hiểm gì tôi có được không? Anh không nhớ tôi đã làm gì với anh Phát hay sao? Mẹ, mẹ không làm gì hết. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mẹ không có làm gì hết. Tôi là người đã bỏ anh Phát. Tôi là người làm cho anh Phát phải chết đó. Mẹ à, anh Phát vẫn chưa chết. Anh Phát vẫn còn sống. Anh sẽ không nói dối mẹ nữa đâu. Anh Phát thực sự vẫn chưa chết. Anh Phát vẫn đang ở đây. Nếu như anh là anh Phát thì anh Phát, mẹ xin anh đó.
anh Phát đừng có đến nha. Anh vượt qua được tai nạn rồi thì anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Anh đừng lấy tính mạng của mình bảo hiểm chị Mẹ nữa. Mẹ không nhớ sao? Ai là người kêu anh phải hứa rằng anh phải quay về tìm Mẹ? Bây giờ anh đã quay về rồi. Dù cho ai có nói gì đi nữa, có xảy ra chuyện gì thì anh cũng không quan tâm nữa. Anh sẽ quay về tìm Mẹ. Anh hứa với Mẹ rằng lần này chính là lần cuối cùng anh để Mẹ chờ anh. Bây giờ anh sẽ tới đón Mẹ nghe. Anh Phong, cẩn thận. Anh Phát, anh Phát, anh Phát. Alo, anh Phát ơi. Anh Phát. Tao đã nói với mày rồi là đừng có lái xe nhanh, mà mày đâu có tin tao đâu. Nè, cứ người đi xem thử hắn đã chết chưa vậy. Dạ rõ. Như vậy đi, nếu như tên Phong Sa Thôn đó gặp chuyện gì thì cô lại đến hỏi tôi lần nữa cũng được, và tôi sẽ nói cho cô biết có phải là tôi hay không. Ok? Anh Phong à, anh Phong có bị gì không vậy? Không sao. Ra ngoài xem người đi xe máy có bị sao không. Bỏ lên. Anh Phong, cẩn thận. Tao đã nói với mày là thằng Phát đã chết rồi. Mày chính là người đã giết Phát đó. Mày hãy ghi nhớ cho kỹ vào đầu đi, rằng Phát chết là bởi vì mày đó, biết chưa hả? Mày chính là người đã giết thằng Phát. Alo anh Phát. Alo. Tôi vừa mới biết rằng ngoài thằng bác sĩ Phong Phan và tên Phong Sa Thôn đó, cô vẫn còn một người đàn ông nữa tên Phát, đúng không? Nè Phát, giật mình rồi sao? Vì tôi biết cô có thêm một chiếc điện thoại khác. Tôi không ngu đến nỗi không nhớ rằng cô có đến mấy cái điện thoại đâu. Nhưng tôi để lại một cái điện thoại cho cô là vì tôi muốn cô gọi điện thoại cho tên Phong Sa Thôn. Gọi rồi đúng không hả? Nhưng hắn ta không bắt máy. Anh đã làm gì anh ấy rồi? Không có. Tôi có làm gì hắn đâu chứ. Tôi thậm chí còn cảnh báo hắn ta rằng lái xe cho đàng hoàng vào, đừng có lái nhanh, không thì lại xảy ra tai nạn nữa. Đó không phải là tai nạn. Anh là kẻ đã ra tay có đúng không? Đồ đểu cán xấu xa. Đừng có dội khen tôi đến mức như vậy chứ. Tôi thực sự không có làm gì hết đó. Nhưng mà bây giờ cô ra ngoài gặp tôi thì hơn. Bởi vì dù sao thì cô cũng không chạy trốn khỏi tôi được đâu. Vậy tại sao anh ấy lại không quay lại tìm cô ấy chứ? Anh ấy không quay về được, bởi vì anh ấy bị dính lời nguyền, tuyệt đối không thể cho anh ấy ra khỏi nghĩa trang được. Nếu như ra ngoài thì linh hồn của anh ấy sẽ bị tan biến. Vậy cho nên anh ấy không thể làm gì ngoài việc chờ đợi phép màu. Anh ấy đã phải ngồi chờ từng ngày, rồi tới từng tháng, từ tháng đến năm, từ năm đến nhiều năm. Cuối cùng thì phép màu thực sự cũng xuất hiện. Thiên đình chấp nhận rút lại lời nguyền của anh ấy, và anh ấy có thể rời khỏi nghĩa trang. Anh ấy mới quyết định về tìm cô ấy. Con cầu xin đó.
Thế mà có thể xuất hiện một lần nữa không? Kiểm tra xe trước đi, tôi phải đi ngay. Anh ơi, là giải quyết đi. Dạ. Nói bọn chúng xử lý hắn ta đi, đừng để hắn ta xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cậu hãy đem Metini đến đây cho tôi. Dạ. Anh à, anh có sao không vậy? Không sao đâu, không sao đâu. Anh à, anh chắc chứ? Đã nói là không sao mà. Anh Phong, cẩn thận. Anh Phong có sao không? Chị à, tôi kêu cậu tới khách sạn rồi mà, sao cậu còn ở đây? Tôi đã kiểm tra khách sạn rồi, lửa chỉ cháy ở khu vực bếp thôi. Nhân viên đã xử lý xong hết rồi, nên tôi vội vã quay lại đây. Xe sao rồi? Mau lên, chúng ta đi thôi. Xe không đi được anh Phong ơi, xe hư hết cả rồi. Mẹ. Đợi đã anh Phong. Anh Phong phải đến bệnh viện ngay. Tôi sẽ gọi cho cậu Phan. Không sao đâu, tôi chịu được mà. Bằng chứng thì chúng ta đã có từ hộp đen trước xe. Tai nạn ở đây, còn vụ cháy ở khách sạn nữa. Tất cả không phải tai nạn, mà chính là do tên Phớp gây ra. Đi thôi. Không được đâu anh Phong. Anh Phong nhất định phải đến bệnh viện. Chuyện của cô Metheny hãy để tôi xử lý đi. Chị, tôi nói tôi chịu nổi mà. Tôi phải đi cứu mẹ, nhất định phải đi. Trên xe có hộp thuốc đúng không? Có thưa anh Phong. Đem tới cho tôi. Dạ. Cô Chê, cậu ở lại xử lý mọi chuyện ở đây giùm tôi. Tôi trông cậy vào cậu. Ừ. Đi thôi. Cứu được hắn ta sao? Tại vì người của Phong Sa Tôn bỗng nhiên quay lại, cho nên là người của chúng ta phải trốn đi trước. Vậy nghĩa là nó đang đến đây phải không? Vậy thì cậu mau kéo Metheny đến đây gặp tôi ngay, không phải chờ cái gì nữa. Nếu như mà nó muốn đến đây như vậy thì cho nó đi nhận đồ dư của tôi đi. Tiếng gì vậy? Cậu mau lên xem đi.